Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 3 tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra A09 đã thông tin về quá trình điều tra vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công thương và các địa phương. Theo phó cục trưởng Cục An ninh điều tra A09, đại tá Phan Thành Bá, vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong thời gian dài, đồng thời liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong tham mưu cho thủ tướng chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện thừa hưởng chính sách giá điện ưu đãi trái nghị quyết chỉ đạo của chính phủ đại tá bá cho biết thêm các bị can cũng có sai phạm trong việc thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời trái quy định pháp luật gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho tập đoàn điện lực việt nam theo ông Bá, vụ án này đã được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Liên quan vụ án này, đầu tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Danh Sơn, giám đốc công ty mua bán điện, tập đoàn điện lực Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Trần Quốc Hùng sinh năm 1976, Phó Trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Trịnh Văn Đoàn sinh năm 1982, Chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Nguyễn Hữu Khải sinh năm 1977, Trưởng phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đỗ Ngọc Tuyền sinh năm 1988, Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trương Hoàng Dũng, sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện, tập đoàn điện lực Việt Nam. Đầu tháng 1 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 cho biết vụ án xảy ra tại công ty tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn. Đáng chú ý, Thiếu tướng Thành cho biết bị can Đặng Trung Hoành, tránh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã nhận số tiền lên đến 64 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Cục phó C03 thông tin tại cơ quan điều tra, Hậu Khai đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành. Hậu chuyển cho Hoành số tiền 64 tỷ. Bước đầu, Hoành Khai sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, Thiếu tướng Thành cho biết thêm, quá trình điều tra, cơ quan công an đang tập trung đấu tranh làm rõ xử lý những người vi phạm khác, tất cả những người vi phạm đủ căn cứ sẽ bị khởi tố xử lý. Vừa qua, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 người khi điều tra mở rộng vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, trong đó có 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo hai địa phương gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cả bốn người trên cùng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cũng đã tổ chức nhiều tổ công tác cùng lúc khám xét nơi làm việc, nơi ở của Bí thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Trong năm người còn lại bị bắt tạm giam, có bốn người bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, riêng ông Đặng Trung Hành tránh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Chiều ngày 25 tháng 3, một số nhân viên thân tín của bà Trương Mỹ Lan được luật sư bào chữa về cáo buộc giúp sức tích cực cho bà chủ tập đoàn hợp thức hóa hồ sơ Phương Án vay rút hàng trăm nghìn tỷ đồng khỏi SCB. Trong đó, bị cáo Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, bị cáo buộc là người quản lý, điều hành việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty ma, dựng hồ sơ vay vốn khống và rút tiền giải ngân tại SCB, phối hợp để giải quỹ, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Chiếm đoạt 297.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 128.000 tỷ đồng. Bảo chữa cho bị cáo Nguyễn Phương Anh, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho rằng mức án mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị 19-20 năm tù về tội tham ô tài sản là quá nặng. Luật sư cho rằng Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát cần cân nhắc đến hoàn cảnh, nguyên nhân thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo để xem xét giảm nhẹ. Bị cáo Phương Anh chỉ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình để kiếm lương cho gia đình. Bị cáo chỉ nghĩ làm tốt công việc để nhận đồng lương xứng đáng mà không có ý định giúp sức cho bà Lan hay các bị cáo khác. Tự bảo chữa, bị cáo Nguyễn Phương Anh đồng tình với quan điểm luật sư và không bào chữa thêm. Trong khi đó, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, trưởng văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một trong những nhân viên thân tín của bà Lan. Bị cáo buộc nhận chỉ đạo từ bà Lan quản lý tài sản công ty, phối hợp bị cáo Nguyễn Phương Anh thành lập công ty ma để đứng tên khoản vay và quản lý dư nợ của các công ty này. Ngoài ra, bị cáo Tâm còn phối hợp một số bị cáo khác lên phương án giải quỹ số tiền đã được SCB giải ngân, giúp bà Lan chiếm đoạt 171.359 tỷ đồng, gây thiệt hại 57.363 tỷ đồng. Viện kiểm sát đánh giá bị cáo Tâm giúp sức tích cực cho bà Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Tự bảo chữa, bị cáo Tâm nói, không thực hiện một số hành vi như cáo trạng nêu, chỉ quản lý tài sản của công ty Vạn Thịnh Phát, theo dõi dư nợ của các khoản vay có tài sản đảm bảo, không quản lý các công ty ma cũng như dư nợ của các khoản vay này. Về giải quỹ, bà Tâm cũng phủ nhận, nói không biết gì. Lời khai của bà Lan và các bị cáo khác là xếp tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã minh chứng cho bị cáo không thực hiện hành vi như cáo buộc. Trình bày thêm, bị cáo Tâm cho biết bản thân được bổ nhiệm chức vụ tại văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát vì lúc đó bộ phận không có ai quản. Bị cáo làm hữu danh vô thực, không có tiếng nói. Bị cáo Tâm khóc trình bày, bị cáo thực chất mình là nhân viên, không hiểu mình phạm tội gì mà đề nghị mức án ngang ngửa các xếp. Bị cáo chỉ là nhân viên, đi làm bình thường, chỉ muốn đi làm lo cho con. Bị cáo làm sai thì bị cáo chịu, nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bảo chữa cho bị cáo tâm, Luật sư Nguyễn Tuấn Như cho rằng, thân chủ chỉ có trình độ trung cấp kế toán, làm việc trên tinh thần chấp hành đúng chỉ đạo của hội đồng quản trị, không nhằm mục đích hưởng lợi. Luật sư cũng nêu thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ của tâm như nhân thân tốt, hoàn cảnh khó khăn khi chồng qua đời, phải một mình nuôi cha mẹ già, con ăn học để đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Thông tin mới nhất vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai bị nhóm lừa đảo công nghệ cao đăng nhập vào tài khoản ngân hàng lấy đi số tiền lớn. Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang xác minh làm rõ. Trao đổi với báo chí, bà Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch cho biết, đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản chứ bà không chuyển tiền. Bà Hương sinh năm 1973, hiện giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Nhân Trạch, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2025. Theo các nguồn tin, số tiền bà Hương bị bốc hơi khỏi tài khoản từ ngày 3 tháng 3 đến 11 tháng 3 là trên 100 tỷ đồng. Một lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho biết vẫn chưa có thông tin hay báo cáo chính xác. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cũng chưa xác minh cụ thể hay kiểm tra về sự việc của bà Hương. Người này cũng cho biết việc xác minh hay quản lý về nguồn gốc kê khai tài sản làm đúng theo quy định. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Lê Thành Mỹ, bí thư huyện ủy Nhân Trạch cho biết, sau khi báo chí thông tin bà Hương bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, huyện ủy đã báo cáo sơ bộ cho tỉnh ủy Đồng Nai. Ngoài ra, các nguồn tin cho hay Số tiền bà Hương bị lừa có thể chưa dừng ở con số 100 tỷ đồng. Hiện công an vẫn đang điều tra các dòng tiền trong tài khoản cũng như việc kiểm soát nguồn tiền ở các ngân hàng mà bà Hương đứng tên. Nói về những trường hợp bị lừa như trên, một lãnh đạo cục công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước cho hay, hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi. Chúng mạo danh các cơ quan nhà nước như thuế, công an rồi đưa ra các tình huống cập nhật, đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ 2, quyết toán thuế thậm chí còn nói liên quan đến đường dây mua bán ma túy lừa đảo để thao túng tâm lý người dân sau đó kẻ lừa đảo dụ người dân truy cập vào đường link mà chúng gửi hoặc cài đặt các ứng dụng đây là những phần mềm có chứa mã độc có thể chiếm được quyền kiểm soát di động đối với điện thoại có hệ điều hành android trao đổi về việc có thể lấy lại tiền trong trường hợp bắt được thủ phạm hay không nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được thủ phạm bởi khi lừa đảo tiền được kẻ xấu chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp bằng cách chuyển đổi thành thẻ cao, tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ chơi game bất hợp pháp. Do đó khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực bởi đầy đủ thông tin đăng nhập và mã OTP xác thực và trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng cho các giao dịch bình thường khác. Chính vì vậy, hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ và đã thực hiện như các giao dịch khác do chủ tài khoản thực hiện đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng và lúc này ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao cơ quan công an và điều tra để hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin nhanh nhất và đầy đủ để cơ quan chức năng với đủ thẩm quyền và nguồn lực chuyên ngành nhằm thực hiện các công tác điều tra và xử lý các ngân hàng và khách hàng đều phải được kết quả điều tra từ cơ quan chức năng